Hello tất cả anh em nha, và chào mừng em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây, và chào mừng em đã quay trở lại với cái series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giá của người anh em. Thì hôm nay mình sẽ gửi cho em một bài về format Standard. Đó là một bài về xoay quanh về lá bài bài bia nha. Và điều quan trọng chính là đây, và chúng ta sẽ sử dụng 17 lá Pokemon, 29 lá Trainer, còn lại là 14 lá năng lượng. Và chúng ta sẽ sử dụng hai em Orangeru. Em này có ABD là mỗi lượt thì chúng ta có thể đổi một lá trên tay, lấy một lá trên đỉnh một bài, và cái lá mình mới đổi thì nó sẽ nằm trên đỉnh, và mình sẽ kết hợp với cái lá bia nha. Thì mình sẽ đổi một lá năng lượng lên trên đỉnh, sau đó mình lấy một lá khác trên đỉnh lên tay, rồi sau khi mình sử dụng cái lá bia này thì nó sẽ bỏ 5 lá trên đỉnh, và chúng ta sẽ được đỉnh tất cả năng lượng ở trong 5 lá ấy vào Pokemon giác đấu ở bên nha. Đây đây là cách combo. Và chúng ta cũng phải cần có những Pokemon giác đấu ở bên chứ, nếu không có thì không thể sử dụng được nha. Ok, và những Pokemon ở giác đấu thì mình để đến là chủ yếu là Galarian Surfeit hay là Yamagenta Amazonria. Thì Galarian Surfeit ấy thì có BT là mỗi lượt, nếu như em này di chuyển từ bên lên active thì bạn có thể di chuyển những năng lượng hệ giác đấu từ Pokemon khác vào Pokemon này, tức là Pokemon này không cần năng lượng mình đặt lên luôn, sau đó miễn làm sao ta switch nó lên vùng active được thì nó sẽ có thể lấy năng lượng từ những Pokemon khác vào Pokemon này, mà Pokemon này có thể tấn công luôn đấy. Và sau đó thì sau khi tấn công thì Pokemon này không thể tấn công trong lượt tiếp theo, thì mình có thể đặt một em Surfeit khác rồi sau đó tiếp tục retreat, và em Surfeit khác dù không có năng lượng thì vẫn có thể kéo năng lượng từ những Pokemon khác vào em Surfeit mới, và sau đó tiếp tục đánh đấy. Đây là cách combo giữa hai, nếu chúng ta có hai em Galarian Surfeit nha. Đấy, em là retreat xong em kia đánh, em là retreat xong em kia đánh, với điều kiện chúng ta phải có air balloon hoặc là squid các thứ để không bị tốn năng lượng lúc retreat đấy. Và nhau anh ta thì có move vị đầu tiên là đến một năng lượng basic từ dây 1 vào Pokemon này, và move vị hai thì ba năng lượng khác nhau nha, hệ điện, hệ giác đấu và hệ thép, và đồ đánh sẽ gây 180 sát thương, và trong lượt tiếp theo thì không nhận đam từ Pokemon VMAX nha, tại Pokemon chống VMAX rất là mạnh luôn. Và tiếp theo chúng ta sử dụng một em Heracross, thì em này có move vị đầu tiên là nếu như Pokemon của đối thủ mà sử dụng cái đòn giết ấy, thì bạn có thể sử dụng cái đòn này, và cái đòn này sẽ làm cho Pokemon của đối thủ ấy, cái con mà mới sử dụng đòn giết ấy, nó sẽ bay vào trong một bài luôn, và tất cả những gì đến từ con Pokemon đó ấy, sẽ bay vào theo luôn, từ năng lượng cho đến tun nha. Đấy, tiếp theo là hai em Crobat V thì giúp chúng ta khi sử dụng từ tay xuống dưới bên thì giúp chúng ta bốc đủ 6 lá trên tay để những Pokemon support. Một Elegant V chúng ta lấy một lá support từ dây mộ thêm lên tay. Hai em Dedenne chúng ta bỏ tất cả bên tay và bốc 6 lá khi sử dụng từ tay xuống dưới bên. Em ta câu câu chúng ta đến hai năng lượng điện từ dây mộ vào hai Pokemon ở bên nha. Mình sẽ đến đến vào hai em Yamagenta hoặc là Surfeit. Đấy, nhưng mà ưu tiên là Yamagenta thôi nha. Hai em Yichi Amazonria thì Yichi này có ability khi em này ở vùng active ấy, thì chúng ta có thể đến chúng ta có thể nhìn hai lá trên đỉnh và lấy một lá còn lại thì đặt lại trên đỉnh đấy. Và em này thì chúng ta có thể kết hợp với Air Balloon để mà retreat free. Tiếp theo là hai Great Catcher, chúng ta bắt một Pokemon EX hoặc là GX của đối thủ từ bên là active, với điều kiện chúng ta phải bỏ hai lá. Một Ordinary Rod chúng ta tái tạo lại hai Pokemon hoặc là hai năng lượng hoặc là cả hai điều kiện đấy luôn. Đấy là cả Pokemon cả năng lượng. Bốn Pokégear 3.0 chúng ta nhìn trên đến 7 lá và lấy một lá Supporter thêm lên tay. 4 lá Quick Ball chúng ta bỏ một lá trên tay và lấy một lá Pokemon Basic từ trong một bài thêm lên tay. 4 Switch chúng ta switch những Pokemon Active xuống dưới bên. Một cái Tick Sweat chúng ta chiếm sân đối thủ, nếu như đối thủ đặt một cái sân mới ấy, thì cái sân này sẽ làm cho cái sân của đối thủ mất luôn. Đấy, tức là khi đối thủ đặt sân lên thì không có cái sân nào còn tồn tại trên sân hết. Hai boss rider chúng ta bắt những Pokemon ở bên đối thủ lên active. Hai mani chúng ta sẽ tất cả bên tay bốc 5 lá, đối thủ bốc là 4 lá, và tất cả những cái thứ chúng ta mới xào thì nó sẽ nằm ở dưới cùng của bộ bài nha. Hai Pokemon hai Professor Research chúng ta bỏ tất cả bên tay bốc 7 lá. Hai Air Balloon chúng ta đến một Pokemon đó sẽ được retreat là giảm 2 nha. Tức là Pokemon nào mà retreat 1 hoặc 2 thì sẽ là thành retreat free. Một Caterpillar Bell thì khả năng của lá này là nếu như bằng nhiều Prime hơn đối thủ thì khi bạn đến một Pokemon đấy thì Pokemon đó sẽ được giảm một năng lượng giác đấu nha. Bộ Aura Energy chúng ta đến một Pokemon và Pokemon cái năng lượng này sẽ tính là tất cả năng lượng luôn, và khi chúng ta sử dụng năng lượng này đến một Pokemon thì chúng ta phải bỏ một lá trên tay nha.
Tiếp theo là 4 Stone Energy. Thì năng lượng này chỉ đến vào Pokemon, đến một Pokemon, và nó sẽ tính là một năng lượng giác đấu nha. Và Pokemon giác đấu mà đến cái này vào thì nó sẽ được giảm 20 sát thương nhận vào. Còn lại là 4 năng lượng giác đấu bình thường và 2 năng lượng điện. Đấy. Ok, vậy chúng ta cùng bắt đầu vào Master Standard và tìm kiếm đối thủ nào. Bài này nhìn giới thiệu cũng khá là dài dòng, rườm rà. Không biết cách vận hành sẽ như thế nào đây. Ở bài của chúng ta thì đi trước hay đi sau gì cũng được cả. Chúng ta sợ brick thì chúng ta cứ đi trước thôi. Còn đi sau nếu hên hên thì sử dụng bi một phát mà được nhiều năng lượng là đánh luôn. Đối thủ win rồi và đối thủ được chọn quyền. Mình tiếp tục có thể sử dụng Pikarom. Chính xác luôn. Giới trí xem kiếm được gì không? Kiếm được Surfet. Em Oranguru nữa. Rồi mình đổi lá Mani vào đi. Ok, có năng lượng rồi. Lượt sau mình sẽ sử dụng bia. Oranguru đổi cái lá năng lượng vào, sau đó mình sử dụng bia bi thì mình sẽ đính được rất là nhiều năng lượng luôn. Nếu như ít nhất thì chúng ta phải có được một. Và lượt sau chúng ta có thể đánh được rồi. Đấy, nếu chưa đen lắm ấy, thì chỉ có một năng lượng thôi thì chúng ta mất 4 lá. Ấy giờ vậy thì phải kiếm thêm của robot các thứ để chúng ta có thể không bờ brick hoặc là không có năng lượng để đến và tấn công trong lượt tiếp theo. Cái thủ đen na rồi à, bỏ tất cả bàn tay bốc 6 lá. Cái thủ bỏ những gì đấy? Bicham, Bip, Mahala, Border, Speed Energy. Hai kèo này chúng ta win rất là đơn giản luôn vì chúng ta quýt nịt mà. Electrify sẽ đối thủ đến vào ai đây? Mình có money. Duy chi xem kiếm được gì không? Thật sự không ổn lắm nhờ. À, mình vẫn chưa đánh được nha. Vì mình không có những thứ như là Crobat để mà bốc thêm bài. Thôi, chơi chất liệu luôn nhờ. Bỏ money đi. Dùng bi, vứt hết. Chỉ có một năng lượng cũng không sao. Switch và knock out đối thủ thôi. Dùng Oranguru một phát. Quick ball. Ok. Mình vừa mất những gì? Mất hai money. Yamagenta, Surfeit. Mất khá là nhiều. Ok, knock out một em Bottle V đi. Chúng ta lấy hai Prime Stone Energy. Có cái kia mình có thể kiếm được những thứ như là Crobat bằng Quick Ball hoặc là Dene, nhưng mà mình rất sợ đối thủ làm tê liệt mình. Mình đã mất hai Squid rồi vì vậy mà tỷ lệ lấy được Squid rất là thấp. Tôi sử dụng Bug Keeper rồi. Oh no, mình sẽ bị tê liệt. Nếu như có Surfeit thứ hai thì khá là ok đấy, hoặc là Squid cũng được. Hay à, khá là căng thẳng đây. Kèo quyết nịt này mình thua thì mình nhục lắm. Cái thủ dồn tất cả vào tag team chu chu này rồi. Nếu như đối thủ mất luôn thì trận đấu có thể sẽ thuộc về chúng ta.
đối thủ đánh thì 160 và mình bị tê liệt. Mới tiếp tục để sử dụng tìm kiếm Dana à. Hoặc là sử dụng để mà bỏ đủ hai năng lượng điện xuống dưới mộ và sau đó sử dụng Tapu Koko. Bicham. Đánh năng lượng vào Botun V và Pygarom rồi. Okay, chúng ta sẽ bị tê liệt 160. Có Squid luôn. Kiểu này đối thủ toang rồi. Chúng robot đi nhỉ. Gì đây? Là switch à? Quit bon đi. Đổi lên năng lượng này vào xem kiếm được cái gì không. Cũng chỉ là switch thôi. Ok, mình sẽ đánh năng lượng vào đây. Vậy thì retreat lại hơi uổng. Đối thủ đánh đánh được bao nhiêu? Thôi mình sẽ kiếm một em Surfix mới đi. Tiếp tục lấy 3 prime. Mình không có supporter gì xài trong lượt vừa rồi nhờ. Lại tiếp tục một squid. Kiểu này đối thủ sao win. Không một chút cơ hội luôn. Đấy, air balloon nữa. Rồi sao chơi. Nó có cả boss luôn. Bốn trăm. Cái bố đâm đều này đối thủ chịu rồi. Ok, đầu tiên thì mình chỉ sử dụng một lá Spotter thôi, gọi là lá bi. Sau khi sử dụng thì mình chỉ đến được một năng lượng thôi, nhưng mà như vậy mà kết cục của trận đấu cũng đã thay đổi. Mình gây được 200 sát thương và knockout được bó tinh ví. Sau khi đối thủ có được tag team chu chu thì cũng bại trận luôn. Vì bị quyết nịt hệ giác đấu mà đối thủ chấp nhận buông xuôi. Mình đã đi trước cũng ok, không sao, không có gì cả, bài không có gì ấy. Không biết quà đối thủ là bài gì đây. Đối thủ sẽ được nhìn bài mình mà chắc cũng không biết bài mình là bài gì đâu. Lại lên bảng E. Intel không? Ok. Robot nhỉ? Bốc 4 lá xem có gì không?
Có thể lần sau mình sẽ đánh được đấy. Kết thúc được đi. Lần sau mình không có một Oranguru nhỉ. Chứ không bỏ hai lá, bỏ một lá Stone Energy thì rất là phí. Toon Scraper, oh no. Mình đã mất một Toon Scraper rồi. Lần sau mình sẽ cố gắng kiếm Sweet, rất là áp lực. Phải cố gắng thôi. Mình không có mail, ngoài đối thủ có thể sẽ là rỉa ban đấy. Mình cho Long Vi, cho bao nhiêu tao ta nếu như hên thì có thể set up được và chặn đam từ Vi mắc đối thủ Mani. Oh no, hơi đen, bởi đang khá là ok chứ. Rush Hammer, no 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 no, đừng mà, đừng có ngứa. Ây da, bực thế nhờ. Bộ Oranguru đi, các em Elgort vào. Là một giống đánh tá. Bi đi, không có gì luôn. Toàn rồi, chỗ này chết rồi. Chúng ta mất những gì nhỉ? Yachi, hai switch. Ây da, khó thế nhờ. Thêm một năng lượng điện nữa. Là lần sau mình có thể chặn đam từ VMAX rồi. Nhưng mà lỡ đối thủ không tiến hóa thành VMAX thì cũng căng. Đến lúc có thể đẩy, đối thủ sẽ đẩy Intralong Urban level active. Evalon rồi. Rất nhiều Evalon. Đối thủ được bóc 5 lá. Có Frostmourne rồi, oh no. Capacity bất kiệt. Ui, toàn toàn toàn. Nó có thể ăn tầm 160 và 60 vô ban hoặc 90 nếu như đối thủ có tun. Căng đây. Sao ta? Chúng ta sẽ hứng một đòn 130 đây, bot order rồi. Ok. Đối thủ có vẻ không muốn tiến hóa. Nếu là không muốn tiến hóa thì phá retreat chay à. Chấp chấp nhận thôi. Không, mình sẽ không di chuyển nha. Và 200 sát thương vào đối thủ. Rồi, em Interlong thứ hai lên đây. Mình sẽ cố gắng đánh luôn. Mình có
Nhưng mà dân ta ở ban mà, thì vậy mà có thể đánh được. Chẳng đâm từ phía mắt và đối thủ chỉ có thể rỉa ban thôi. Tiếp tục Accident. Em Interlong thứ hai này. Có thể đây sẽ là dạng vi mắc và mình sẽ nhận 160. Và lần sau đối thủ có thể rỉa thêm và mình sẽ mất em Surfeit này. Border, oh no. Đừng 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 có vi mắc và đừng có rồi, ok, đối thủ tiến hóa rồi. Rushing Hammer. Ấy chà chà. Ngửa luôn. Là tiếp tục à. Đừng nữa nha, đối thủ ngửa hơi nhiều. Mất ở ban rồi, chắc chắn luôn. Hơi nhỏ. Tao rồi mình sẽ mất xài 6 6 prime. Đối thủ chưa knock out được mình. Ok. Rot đi. Tái tạo lại hai Yamanita. Hoặc thế này cũng được. Cho cái kia xem có bi không. Có luôn. Có cả bot luôn. Có nên không ta? Rồi đổi cái này đi, mình đang kiếm air balloon. Hoặc là squid. Này da. Cái gì vậy mới tái tạo xong mà. Hơi tệ nha, thôi đây nè đi. Bỏ hết. Chơi là đừng có sợ. Vẫn không có à? Chơi lớn luôn đi. Mình đã mất một boss rồi. Mất cả money luôn. Chơi hết. Ok. Hai trăm sát thương vào đối thủ. Rồi để xem nó sẽ làm được gì nha. Có thể 160. Nhưng lúc đó thì mình sẽ knock out luôn cái MV mắc. Và mình sẽ cố gắng set up em thứ hai ở bên. Cái điều đó thì hơi khó tí. Vì có thể mình sẽ hết năng lượng. This well. Có bi không? Hết hết rồi. Vẫn còn một squid, một air balloon. Mình hết bi rồi. Đối thủ không lên được dạng vi mắc đâu. Vậy mà mình cứ an toàn thôi. Năng lượng giờ nhiều quá. Đây nè. Một cái surface. Một cái rai là gì? Mình có bot mà, lực sao mình có bot. Nhờ vào Oranguru vậy mà mình sẽ chiến thắng thôi. Chúng ta sẽ retreat và tốn hai và một năng, chúng ta vẫn còn một năng lượng có thể di chuyển vào Surfeit, sau đó mình đính một năng lượng nữa là tổng cộng là ba Skull nè.
không nhất được mình đâu. Ok, chiến thắng rồi. Một bài Inter Long Vi mắc cũng rất là khó chịu nhưng mà mình vẫn có thể vượt qua được. Đấy. Và vừa rồi là sơ bộ về bộ bài Bbot của chúng ta. Thực ra thì mình không gặp ADP Jason, vì vậy mình không có cơ hội để mà sử dụng Heracross. Đấy, còn lại thì mình thấy vận hành rất là trơn tru. Đấy. Các bạn cảm nghĩ về bộ bài Bbot này như thế nào? Hãy để lại cho mình một comment nhé. Và đừng quên nhớ like, subscribe và nhớ bấm chuông đăng ký nhận thông báo những video mới nhất đang đăng kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!